Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì ở trong cái video này đó các bạn, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình xử lý những cái đường ống nước nó bị nghẹt ha. Như là cái bồn rửa chén nè. Rồi những cái đường ống nước ở trong cái nhà tắm của mình á, những cái ống nước thoát sàn á. Khi mà cái đường ống hoặc cái bồn cầu của mình đó các bạn mà nó bị nghẹt á thì các bạn không có nên sử dụng những cái nước tẩy trắng này ha, như là Javen đâu nè. Vì trong cái này á nó axit trong đó. Và chính cái axit này á đối với ống nước á, hoặc là cái đồ nhựa đó các bạn, nó sẽ ăn mòn và nó làm cho cái nhựa của mình mục đi. Nếu mà cái đường ống nước á, mà các bạn đổ á, một thời gian á, thì cái đường ống nước của mình nó sẽ mục luôn ha. Đối với cái nắp bồn cầu này nè, thì khi mình tẩy trắng một thời gian á thì nó sẽ ăn một cái nhựa này ha. Và cái nước tẩy trắng này đó khi các bạn đổ xuống bồn cầu á thì nó sẽ diệt những cái con vi khuẩn ở dưới cái hầm chứa phân ha. Thì khi lúc đó cái phân á, thì nó sẽ không có phân hủy được và nó làm cho cái hầm mình á nó sẽ đầy lên ha. Rồi đối với những cái đường ống nước thoát sàn này đó các bạn, thì nó chủ yếu là tóc với lại xà bông ha. Khi mà nó lọt qua những cái lọc rác này á thì xà bông với tóc nó sẽ chui xuống dưới cái đường ống á và nó sẽ quện lại với nhau ha. Thì cũng có nhiều cách để thông các bạn. Có người thì dùng máy bơm hơi, có người thì dùng máy bơm nước. Thì khi mà mình dùng cái máy bơm hơi hoặc cái máy bơm nước á thì các bạn cho cái đường ống này xuống dưới ha, nhét xuống dưới và các bạn lấy khăn các bạn bịt kín cái miệng ống này đi ha. Và lúc đó, đó cái máy bơm mình cho nó chạy nó đầy hơi và mình xả ra một lúc ha, thì cái hơi nó sẽ thổi lủng cái tóc nó nằm ở bên trong cái đường ống ha. Hoặc là mình dùng cái bơm nước đó các bạn, mình đưa cái đường ống nước vô thì các bạn cũng sẽ bịt bịt kín cái miệng này lại ha, để mình dùng nước mình thổi để cho nó trôi đi. Nhưng mình thấy ở ngoài chỗ bán đồ điện nước đó các bạn, nó có bán những cái dây thông cống như vậy nè, và mình sử dụng mình thấy nó rất là hiệu quả ha. Đây nè, thì cái dây này nó dài tới 10 mét lận các bạn. Ở đây là cái con ốc để chịu cái dây này ha. Thì khi mà các bạn sử dụng cái dây này đó thì các bạn nới con ốc này ra nè, cho cái đầu này nó đi xuống dưới cái đường ống này. Thì cái đầu này nó giống như là cái lò xo đó các bạn. Lúc này đưa xuống dưới bắt đầu mình sẽ quay. Mình quay thì tất cả tóc tai gì đó nó sẽ dính vô trong này hết và mình sẽ lôi lên được hết ha. Bao ni lông hay là cái gì đó mình sẽ lôi lên được hết. Rồi thì sẵn đây á, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách sử dụng cái này ha. Để sau này các bạn ra ngoài mấy cái tiệm bán đồ điện nước á thì mình mua về mình sử dụng. Rồi bây giờ các bạn cho cái đầu này xuống ha. Khi mà mình đẩy cái dây này đó các bạn, nó không có xuống được nữa đó, là chứng tỏ đó, cái đầu của cái đường dây á nó sẽ đụng vào cái co hoặc cái lơi ở bên dưới cái đường ống kia ha. Thì lúc này á các bạn sẽ khóa cái con ốc này lại, khóa con ốc này lại để cho nó chịu cái sợi dây này. Và các bạn một tay á các bạn nắm nắm vô cái trục này ha, và cái tay còn lại á mình nắm vô cái núm này, bắt đầu mình xoay. Thì các bạn vừa xoay á, khi mà mình vừa xoay xuống á thì các bạn phải ấn nhẹ cái dây thôi, các bạn chỉ ấn hơi nhẹ thôi ha. Chứ nếu mà trường hợp mà mình ấn mạnh quá đó và mình để cái dây này nó dài ra đó, mình để cái dây này nó quá dài á thì nó sẽ không có xuống được và nó sẽ lẹo ở ngay chỗ này luôn. Đây à, ví dụ ha, đó các bạn thấy không, đó nè. Rồi, cái dây này nó hơi dơ do mình sử dụng một thời gian rồi, lâu lắm rồi mình không có dùng lại đó. Thành ra khi mà cái đầu dây nó đã đụng cái đầu ống ở bên kia rồi đó thì các bạn chừa nó khoảng chừng 2 tấc thôi, xong rồi các bạn mới khóa lại ha. Khóa lại rồi á các bắt đầu mình xoay, và cái tay phải xoay, cái tay trái á mình đè nhẹ nó xuống một chút. Đó các bạn thấy không, nó tuột xuống rồi thấy không, đó đó. Thì lúc này á mình sẽ mở cái con ốc này ra nè và mình đẩy dây tiếp, mình đẩy đi. Thì cứ như thế á các bạn, cứ xoay như vậy đó thì
cái đầu cái đường dây đó, nó sẽ len lỏi qua những cái co, những cái lơi này, và khi mình quay cái trục này đó thì cái đầu lò xo ở bên trên đó nó sẽ xoắn, thì lúc đó tóc á nó sẽ quện vô trong cái đầu dây ha. Thì lúc này á mình kéo nó lên là cái đường ống nó rất là sạch. Rồi bây giờ mình lấy một cái đoạn ống nước mình để nổi bên trên ha, để mình làm. Rồi các bạn xem ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn ở chỗ cái đầu cuối cho mình ha. Bây giờ ở bên trên mình xỏ vô vô nè. Rồi bây giờ mình xoay nè. Đó các bạn thấy cái đầu nó lên không? Đó cái đầu dây nó chui qua rồi đó. Thì khi mà mình xoay như vậy đó các bạn, nếu mà cái đầu dây nó không chui qua được á thì mình phải đổi chiều quay lại ha. Rồi còn đối với những cái bồn rửa chén đó các bạn, thì khi sử dụng á thì các bạn không có nên rút những cái lọc này ra ha. Còn nếu mình rút lên như vậy á thì nó chui xuống cái đường ống, mình xài nó rất là mau nghẹt ha. Và ở cái bộ xả này đó các bạn, ở cái bụng bên dưới này nè, là cái nó chứa rác, nó lọc rác ngay chỗ này. Thì khi mà ngạt á thì các bạn cũng nên mở cái này ra ha, để mình lấy rác trong này ra. Thì ở cái bồn rửa chén này đó các bạn, nó chủ yếu là những cái cặn cáu, rồi xà bông và mỡ màng ha. Thì nó sẽ đóng xuống dưới cái đường ống này. Thì khi cái đường ống này á nó bị ngạt á thì các bạn cũng sử dụng cái dây này luôn. Các bạn cho nó xuống, bắt đầu mình thông mình ngoáy thì nó sẽ trôi đi ha. Tuy nhiên đó các bạn, ở chỗ này á nó thường là dầu với lại xà bông nó quện lại với nhau và nó bám vô những cái thành của cái đường ống này nè. Thì sau khi mà mình đưa cái dây này xuống mình thông xong á, thì ở chỗ này các bạn nấu cho mình một cái nồi nước sôi ha. Nấu cái nồi nước sôi cho nó lớn lớn một chút. Và các bạn sẽ đổ cái nồi nước sôi đó xuống dưới đây. Sau khi đổ xong á, cái nước sôi mà nó rút đi hết á, thì bắt đầu mình xả cái nước nguội này ra. Lý do đó các bạn, là cái nước sôi á nó sẽ bong chóc mở màng, nó bám ở trên cái thành đường ống ra ha. Và sau khi cái nước sôi nó đi qua thì mình dội cái nước lạnh để cho nó trôi đi hết những cái mở màng nó bám ở trong này ha. Rồi mình dừng video tại đây ha. Rồi các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.